Cảm xúc vỡ òa của Ronaldo khi tỏa sáng giúp Man U hạ Villarreal. Man U đã ngược dòng đánh bại Villarreal 2-1 đầy nhọc nhằn để có 3 điểm đầu tiên ở bảng F UEFA Champions League. Cristiano Ronaldo chói sáng với bàn thắng quyết định ở phút cuối cùng. Trước thời điểm CR7 tỏa sáng, Man U đang bị cầm hòa 1-1, thậm chí bị dẫn trước và gần như đã chấp nhận kết quả hòa. Khoảnh khắc tỏa sáng của Cristiano Ronaldo đã giúp Man U có được chiến thắng đầu tiên ở bảng F UEFA Champions League, xoa tan đi sức ép trận thua Young Boys 1-2 ở trận mở màn. Ronaldo vỡ òa cảm xúc và chia sẻ niềm vui với các cổ động viên Man U. Từ khi trở về mái nhà xưa sau 12 năm, ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi được 5 bàn sau 5 trận đấu cho Man U. Đây là trận ra sân thứ 178 của Ronaldo ở Champions League. Anh vượt Iker Casillas 177 trận, để là cầu thủ thi đấu nhiều nhất ở đấu trường danh giá nhất cấp câu lạc bộ tại châu Âu. Bàn thắng của C. Ronaldo cũng là lần đầu tiên anh ghi bàn vào lưới Villarreal trong màu áo Man U, giúp anh trở thành cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất ở đấu trường Champions League với 136 bàn thắng. Hơn người xếp thứ hai là Lionel Messi tới 15 bàn thắng. Ronaldo chia sẻ niềm vui với Varane, cả hai đều là tân binh của Man U ở mùa giải năm nay. Sau hai thất bại liên tục trước West Ham và Aston Villa ở giải quốc nội, chiến thắng trước Villarreal giúp Man U lấy lại tinh thần cho giai đoạn khốc liệt sắp tới. Các đồng đội chia sẻ niềm vui với Ronaldo khi CR7 giúp Quỷ Đỏ phục hận thành công thất bại ở trận chung kết Europa League năm ngoái. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer đã không tiếc lời ca ngợi C. Ronaldo lên mây sau bàn thắng quý hơn vàng ở phút bù giờ. Khi bạn có Cristiano trên sân, bạn luôn có cơ hội chiến thắng. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer giải tỏa được nhiều sức ép sau chiến thắng trước Villarreal. Tuy nhiên, việc sử dụng và phân phối sức CR7 ra sao ở giai đoạn sắp tới là điều mà chiến lược gia người Na Uy phải tính đến.